Xin chào quý vị và các bạn đến với kênh Hữu Quốc Món Ngon Dễ Làm Và hôm nay mình xin chia sẻ đến quý vị và các bạn món bạch tuộc nhúng mẻ Một món ăn rất là ngon Cách làm lẩu mẻ quý vị cũng rất là đơn giản lắm Khi mình ăn á thì mình nhúng những con bạch tuộc nè Tươi nè, rất tươi luôn Vào trong cái lẩu mẻ quý vị Nó vừa chín tới thôi, ăn giòn sực sực Thịt rất là ngọt, ngon Đó đây là cái thành phẩm của mình nè và bây giờ mình sẽ vào chi tiết nha quý vị rồi trước tiên thì mình sẽ giới thiệu một số nguyên liệu chính của mình thì gồm có hôm nay mình sử dụng 800 g bạch tuộc nha quý vị các con bạch tuộc này nè nó rất là tươi lắm luôn nếu mà mình mua bạch tuộc sống á mình làm thì nó sẽ càng ngon hơn nữa chút xíu thì mình sẽ sơ chế các con bạch tuộc này luôn rồi nguyên liệu không thể thiếu đó là cơm mẻ cơm mẻ thì nhà mình nuôi sẵn luôn hồi mình sẽ múc ra tầm khoảng một chén thôi rồi có khóm nè tỏi nè ru trắng nè một lít nước dừa tươi rau ăn kèm thì gồm có rau muống nè rau nhút rồi rau cờ ngóng ngò rai rau ôm ớt hành tây rồi các cây xả nữa cùng một số gia vị không hơn nữa Rồi trước tiên thì mình sẽ cho một muỗng canh muối vào trong cái khay và rượu trắng đó quý vị. Thì khoảng hai muỗng canh rượu trắng mình cho vào luôn. Rồi bây giờ thì mình sẽ sơ chế các con bạch tuộc nè. Bạch tuộc mình mua về á thì mình sẽ cắt bỏ cái phần nội tạng của bạch tuộc. Đó, mình gọc một đường như vậy thôi. Rồi mình sẽ cắt ngang nè, mình bỏ đi cái phần nội tạng phía trong. Bụng của con bạch tuộc đó quý vị. Đó, mình dỡ cái phần này bỏ đi. Phần này mình nấu á, mình nhúng á, để làm cho nước rất là đen. Rồi cái phần răng của bạch tuộc nè, mình khứa một lượt. Rồi mình bỏ đi cái phần răng của bạch tuộc, cái này nó cứng chứ lắm. Cho nên mình bỏ đi. Rồi, thêm một cái nữa là mắt của bạch tuộc nè. Mình lấy cái kéo á, mình cắt bỏ. Phần mắt này nó khi mình nhúng nó cũng làm cho cái nước lẩu nó sẽ đen, không có ngon Rồi, khi mà mình đã làm sạch hết con bạch tuột Thì mình sẽ cho vào trong cái khay Có rượu trắng nè, muối nè Mình cho hết vào luôn Để hồi mình sẽ rửa và muối và rượu trắng nữa là được Nghe quý vị, là các con bạch tuột của mình nó sẽ rất là sạch Và nó bán đi hết cái mùi tanh của các con bạch tuột luôn Đó, mình trà đều lên cho nó hấm đều qua cái phần muối và rượu trắng rồi mình sẽ rửa lại với nước lạnh thêm một lần nữa cho nó thật là sạch luôn Đó, khi mà mình rửa lại với nước lạnh rồi nè mình sẽ cho vào trong cái rổ tre để cho nó thật là gáo đừng hòa mình sẽ nhúng vào trong lẩu mẹ còn các cái tỏi thì mình đập cho nó dập dập mình để uh, nguyên tép như vậy luôn để nữa mình uh, phi rồi ớt thì mình sắt lát lát ra hôm nay mình nấu cũng có chua chua nè cây cay nè mình nấu một trái ớt là được rồi rồi của hành tây thì mình sắc uh, ngang ngang như vậy nè sắc khoảng uh, tầm cũng gần một phân là được rồi rồi hai cây xả thì mình đập cho nó dập dập chủ yếu là cái phần gần góc nè rồi mình cắt khúc khúc ra tầm cũng khoảng 3 4 phân. Rồi một trái ớt còn lại á thì mình sắc sẽ xéo ra để nữa mình sẽ cho vào trong nước chấm. Hôm nay mình sử dụng nửa trái khóm, khóm thì mình sẽ chẻ ra làm hai. Mình bỏ đi cái phần cùi của trái khóm nè. Rồi sau đó thì mình sẽ băm cho nó nhuyễn nhuyễn ra mình sử dụng nửa trái là được rồi, nửa trái nhỏ nhỏ thôi. Khóm thì mình nấu lên đó, nó có vị thanh nè, ngọt ngọt nè và chua chua nhẹ nữa. rồi mình băm cho nó hơi nhuyễn nhuyễn ra là được rồi. Đó. rồi nguyên liệu rất là quan trọng trong món ngon của mình hôm nay nè, cơm mẻ đó khi mà mình múc cơm mẻ thì mình sẽ múc ở phía dưới phần phía đáy quý vị đó mình múc ra khoảng một chén hơi lưng thôi cơm mẻ cơm mẻ thì cũng rất là dễ nuôi nha quý vị nhà mình thì lúc nào cũng có nuôi cơm mẻ nè rồi một chén lưng như vậy là được rồi đó mình bắt cái chảo nước lên mình cho nguyên chén cơm mẻ nè vào để mình nấu mình nấu chủ yếu là mình lấy cái phần nước của cơm mẻ thôi, còn hồi cái phần cái thì mình sẽ bỏ đi. Đó, trong lúc nấu hồi nó rất là sôi lên rồi, nó lên phần bọt á thì mình lấy muỗng mình vớt bỏ hết cái phần bọt của cơm mẻ này luôn. Rồi, mình nấu như vậy là được rồi, tầm cũng khoảng 3 4 phút à. Chút xíu thì mình sẽ lượt bỏ, mình lấy cái nước thôi. Rồi bây giờ mình bắt cái chảo lên mình cho dầu ăn vào. Khi dầu đã nóng lên á thì mình sẽ cho phần xả cây nè, rồi tỏi nè, ớt nè vào để mình phi. Trong lúc phi thì mình sẽ đảo đều lên, mình phi tầm cũng khoảng hơn một phút. Rồi mình sẽ cho củ hành tây vào để mình phi chung luôn. Đó, tiếp tục mình đảo đều lên. Rồi, bây giờ thì cái phần phi của mình á, nguyên liệu mình phi á, nó dậy cái mùi thơm lên rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho nước dừa vào. Bọc nước dừa này thì khoảng một lít nước dừa tươi nha quý vị. Rồi mình sẽ cho cơm mẻ vào luôn. Mình lượt bỏ những cái phần cái, chủ yếu là mình lấy cái phần nước thôi. Nước mình nấu ra, chủ yếu là mình lấy cái phần nước là được rồi. Đó, mình dầm cho cái phần nước cơm mẻ nó rớt xuống hết luôn. Rồi mình đảo đều lên Mình nấu đến khi nào mà nó sôi lên thì mình sẽ cho các gia vị vào Rồi bây giờ thì mình sẽ cho phần khóm vào trước Rồi tiếp tục mình nấu Rồi bây giờ thì mình sẽ cho vào khoảng 1 phần 3 muỗng canh muối một muỗng canh hạt niêm một muỗng canh đường ké một muỗng canh nước mắm rồi mình đảo đều lên cho gia vị nó tan ra uh, hết luôn rồi sau đó thì mình cũng uh, niêm nếm lại coi uh, vừa ăn chưa nghe quý vị đó bây giờ mình cũng niêm nếm lại nè và cũng uh, vừa ăn rồi bây giờ thì uh, mình sẽ uh, sắc phần uh, ngò gai và rau ôm vào để cho cái món lẩu của mình nó thơm ngon hơn rồi ớt thì mình sẽ sắc thêm vào cho nó cay cay đó bây giờ mình sẽ quay cận lên nè nguyên uh, chảo lẩu uh, cơm mẻ nè rất là thơm ngon hấp dẫn mình ăn tới đâu thì mình sẽ uh, nhúng uh, bạch tuộc vào tới đó mình ăn nóng nghe quý vị nó mới ngon đó gạo thì uh, mình ăn tới đâu mình cũng nhúng vào luôn đó nguyên uh, gỗ bạch tuộc nè rất là tươi ngon rồi rau thì uh, mình thích ra nào thì mình à, uh, chúng uh, ăn kèm với uh, lẩu nha quý vị rồi chấm với nước mắm trong nữa rồi hữu quốc món ngon dễ làm xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn chào video lần sau